爸，这白萝卜在哪里？在哪里拿回来的？哪里有萝卜？你小不叫我去让那谁摘，昨天我谁？排队就跑去摘萝卜。姑姑吗？麻将。泡点燕点，现在拿一点炖汤喝，拿一个够了，一个就够一锅汤了。白萝卜，哪里干？白萝卜，对了，白萝卜。白萝卜，白萝卜，骨改浆。老大，老公，不拿，走走，太冷了，走，进屋跟奶奶爷爷玩吧，进屋走，进客厅玩，走。哎呀，走去豆豆家玩吧，走，挂豆豆家玩吧，快点，下雨呢，嘿嘿。然后我们那个摸蓝呢，下雨了，等一下就下雪吗？现在是有点下雪的。我看预报就有雪，不知道。预报有雪了，没雪。现在有。你说一说。说一说，他就热气出来了。哈气。天冷才有这种气。对呀、啊。下雪更冷的时候呢，看更厉害啊，更细更厉害。这活不用往家弄吧？什么？没种那活啊？现在不太冷吧？那还不开始吧？啊？我们上冬零下几度都得、对对，现在放那里吧，它还能活。Lạnh quá cả nhà ơi. Lạnh xỉu luôn á. Hôm nay lạnh vào cái mặt cứng luôn đó. Lạnh mà ra trước nhà đứng có xíu một cái mặt cứng. Muốn đóng băng cái mặt luôn vậy á. Lạnh. Em bỏ thịt xay với lại một ít miến nha cả nhà. Miến miến em đã ngâm qua để cho nó mềm, với lại tỏi hành. Thì một ít mắm tai mèo nha. Giờ mình sẽ đi xay nhuyễn. Xay xong rồi ha. Cho thêm hai cái lòng đỏ, còn chừa lại hai cái lòng đỏ, một chút nữa mình sẽ để lên bề mặt nhé. Mình sẽ nêm gia vị nè, cho một xíu muối. Xíu hạt nêm, hạt tiêu, cho một xíu đường nha,
Ồ, nước mắm hết rồi. Em đặt mua mà chưa có về nữa cả nhà. Còn có xíu. Cũng vừa đủ. Cho một xíu vô ăn. Trộn đều lại. Cho cái mặt nó bằng lên nha, nó phẳng lên. Rồi bây giờ em sẽ đem đi hấp. Xài nồi hấp mới nha. Tô hôm nay chạy chào mà. Thật chạy chào à? Đúng rồi chạy. Sáng sư của chú Paul tiện dạy kể thật chứ. Trung ngủ chứ mà, đây cái mấy chứ, đây cái 什么时候吃 đều được. Xin chào. À, ban hoa tiến xuyên rồi. Hello. Đang làm gì? Đang chơi chú phan à? Ôi, lớn sợ là chị nhà. Bưng bưng à. Bưng là hồi xíu chứ chị xíu. Yêu 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 ra đi. Chán chán chứ chị qua bưng chị qua chân của em. À chán chán. À gần là chân bay chán mùi chị sợ ra đi. Sao chung chị ra đi. Tên hiệu yêu ra đi. À ra đi sao chung chị ra đi. 我做了两份没做好，扔了我给你切一块就行。两份？啊，这要放凉了是吧？放凉才能吃。啊，我做完它一半了，我说剩下了我给你，然后弄呢，弄点蒜，弄点葱，然后我给它一炒。啊啊啊啊！我等会儿它放凉我才能吃。这怎么做的？这用什么？上正的，那是先弄一碗那干粉，啊，然后弄一定要是给它打成糊的。啊。 一碗干粉，三碗水，不管你哪一种味。嗯，下来就是再先打成糊状，然后手得开水去三碗，蒸起来，一点点它焦焦的，水倒着这个焦糊状上弄上蒸熟。啊啊啊，这样子，等着我放凉，切一下。啊，好吧，好吧。那我回去做饭了，再炖汤。不是早上吃了中午还没吃。哎，找死了，碰见你，谁懂？好的。 到给大家去放一下去，谢谢。走啦，我晒豆瓣进去，阿花豆瓣进去了。要不搬进去，冬天都冻死了。啊，我也快赶紧搬进去。啊，你看，比那个，你看，搬到你那，搬到你那哪根上？嗯，搬到里头。唉，冷死，今天。它带大根儿，这是不会死。哪个？这个，你这个没事，前几天。这个会死吗？这个。这个我觉着它。 它要是个能长成长蛇形纲，根儿它要活着，第二年都要发了。不知道它会死不会，然后拿个袋子装上啊。盖上，盖给它。不行，你看香茅都变黄了，它冷了，受不了了。这么事儿，这大都明年都发起来呀、啊，这个茅草一样。对，它那明年第二那根。现在它干，不过它明年它就长了。那么它不会死。这个想这些着，它冻不死。 它明年它都自动都发了，它冻不死。像你那像那火呀、太阳火一类不中，你看叶子都掉了。啊，给我先都冻死。嗯，我那我都是想着，我恐怕温度再低啊，零下一度以后都会冻。嗯嗯，我给它全部搬回去。看站了一会儿，我脸都感觉快冻死我脸，冻起来感觉冻起来了，哎呀，是不是？这两天可冷，这两天冷着吗？你把我出来嘛。 你看我都不出来，干够的，根本都打面了，都粘上，冻死了，啊，我回去了，冻死了。
Cả nhà xem nè, trong bếp vừa khói quá trời luôn. Bà hãy ngồi cho em. Tung sờ lá. Có gì là lá lá u ra ngồi chèn. Chị chị chèn. Hả? Yêu ra tí đó là sao? À, tí đó là. Quá mà lười ra ngoài hái ngò luôn á. Bước ra cái là cái mặt cũng nóng bằng luôn. Chạy qua hàng xóm có xíu mà làm chịu không nổi luôn cả nhà. Cỏ này, cỏ nó mọc lĩnh với ngò á, phải lựa. Trời đã lạnh rồi còn mưa nữa. Mưa nó lạnh thêm. Mấy cái này già quá các bạn. Nay là em hầm canh thịt bò với lại cái củ cải trắng nè cả nhà. Ăn sáng xong á, cái là dọn dẹp xong cái là em lại nấu tiếp bữa trưa luôn. Sẵn tiện ở dưới bếp á, thì làm một lần luôn cho nó gọn nữa cả nhà. Chứ thời tiết lạnh á, đi lên đi xuống á, cũng ngán dữ lắm. Em khóc khoảng chừng 20 phút nha cả nhà. Em cho cái bình tĩnh lên. Thời tiết lạnh đó, nên là nó có khói nóng nó bốc lên nên nó khói nhiều. Rồi. Đậy nắp hấp thêm khoảng chừng 5 phút nữa nha. Trứng bề mặt trên em bỏ hơi ít thì phải, nên nó chưa có phủ hết được. Bỏ nhiều chút thì nó không phủ hết ha. Lấy một ít lên cho Vinh ăn trước. Còn cái này em sẽ bỏ lại nồi cho nó nóng. Canh củ cải hầm thịt bò ha. Với lại một ít nấm chân nha cả nhà. Buổi sáng là ăn sáng rồi, nhưng mà lúc sáng Vinh ăn hơi ít, nên là giờ em hầm canh cho bữa trưa á, nên là đem lên cho Vinh ăn trước.